đến trường cách nhà 3 cây số bằng chiếc xe đạp cũ. Khi nào xe hỏng em phải quốc bộ. Ngoài thời gian học ở lớp, ban ngày phụ giúp gia đình việc nhà, buổi tối đi làm gia sư, chỉ lúc đêm khuya mới dành thời gian ôn bài. Thế mà em đã từng đạt thủ khoa đầu vào của trường, là sinh viên xuất sắc của lớp, của khoa. Đây là câu chuyện của sinh viên giỏi vượt khó Bùi Huy Hoàng, lớp toán lý K35A, khoa sư phạm trung học, trường Đại học Hạ Long. Nhà có một sào ruộng cấy lúa chỉ đủ ăn, còn lại toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình trông vào thu nhập bấp bênh từ nghề quấn hương thuê của mẹ và làm phụ hồ của bố. Để hai anh em được đến trường cho bằng bạn, bằng bè, bố mẹ Hoàng đã phải vất vả ngược xuôi, làm việc không quản nắng mưa, khó nhọc. Thương bố mẹ vất vả, cả hai anh em Hoàng từ nhỏ đã biết bảo ban nhau tự giác học tập để bố mẹ không phải lo lắng. Là anh cả, bố mẹ đi làm từ sáng sớm nên mọi việc trong nhà Hoàng đều đảm đương. Từ băm rau nấu cám, chăn trâu cắt cỏ đến quét nhà nấu cơm. Buổi tối Hoàng lại tranh thủ đi gần 10 cây số làm gia sư để kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình. Công việc bận rộn cả ngày nhưng chưa lúc nào em lơ là việc học hành. Công việc là hai vợ chồng là không ổn định. Vẫn cứ cố gắng tức là nuôi cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Cháu bây giờ là chăm ngoan học giỏi. Nói chung là gia đình cũng rất tự hào. Hoàn cảnh khó khăn, cả nhà chỉ có chiếc xe đạp cũ là phương tiện Hoàng sử dụng để đi học. Có những ngày xe hỏng, em phải đi bộ quãng đường gần 3 km đến trường. Và những ngày trời mưa rét, Hoàng phải dậy từ sáng sớm để kịp giờ đến lớp. Khó khăn là thế, nhưng Hoàng luôn tự nhủ, không được nản chí. Với em, mỗi ngày đến trường là em lại có thêm những kiến thức bổ ích, hấp dẫn. Gia đình không có điều kiện cho Hoàng học thêm bên ngoài, em đọc thêm sách báo để bổ sung những kiến thức còn thiếu. Trên lớp em tập trung lắng nghe bài giảng của thầy cô giáo, rồi phân loại bài tập. Bài tập dễ em làm ngay trên lớp, những bài tập khó em mang về nhà, tranh thủ buổi tối khuya, khi cả nhà đi ngủ, em mới tự mình hoàn thành. Em phải cố gắng học tập và phấn đấu để kiếm được một công việc ổn định, để đỡ đần kinh tế cho bố mẹ. Trong căn nhà nhỏ không có vật gì giá trị, ngoài những tấm bằng khen là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng trong học tập của em. Tốt nghiệp phổ thông, Hoàng thi vào trường Đại học Hạ Long với số điểm 28,5. Em trở thành một trong những thủ khoa đầu vào của nhà trường năm học 2014-2015. Năm 2015, Hoàng đạt giải khuyến khích môn đại số trong kỳ thi Olympic toán học sinh sinh viên toàn quốc. Năm 2016, em tiếp tục tham gia kỳ thi và đã xuất sắc giành 2 giải 3 ở 2 nội dung. Đại số, giải tích. Với thành tích này, em đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, Quỹ Tài năng Trẻ tỉnh trao kỷ niệm chương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Nhờ ý chí, sự cần cù, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, trong các năm học, Hoàng đều giành thành tích xuất sắc và đều nhận được học bổng, giấy khen của nhà trường. Là giáo viên trực tiếp hướng dẫn giảng dạy em, thì tôi thực sự cảm thấy tự hào vì có được một sinh viên giỏi và xuất sắc, có cái sự nỗ lực phấn đấu như em Hoàng. Hơn 3 năm học tại trường, Hoàng không chỉ là một sinh viên gương mẫu, học giỏi, em còn năng nổ nhiệt tình trong các phong trào của lớp, của trường. Bạn Hoàng là một sinh viên ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Đối với bạn bè thì bạn luôn giúp đỡ hết mình trong cả cuộc sống lẫn trong việc học. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, Hoàng sẽ tốt nghiệp khóa học. Em có nguyện vọng học lên đại học và tiếp tục tham gia các kỳ thi Olympic toán để có cơ hội trau dồi trí thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Em tin khi có hoài bão ước mơ, khi có ý chí, tương lai tươi sáng luôn đón em ở phía trước.